tôm. Cậu có gì ăn tạm không? Tớ đói bụng quá. Tớ làm gì có đồ ăn để mà chứa đầy cái bụng to của cậu đây. Này tôm, cậu có gì ăn không? Cho tớ xin ít. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi, mất cả giấc ngủ. Tôm ơi, cậu có gì ăn không? Cho tớ vay ăn tạm, mai tớ trả nhá. Này, tớ có phải là đầu bếp hay cái tiệm tạp hóa đâu mà các cậu cứ muốn ăn là lại tìm đến tớ là như thế nào hả? Này cháu, cầm lấy cái bánh ăn tạm đi. Khổ thân, bé bằng này mà phải đi ăn xin rồi.